Các em thân mến, hôm nay thầy và trò chúng ta sẽ quay về thể lại vẽ tranh đề tài, đó là đề tài ngày Tết và mùa xuân. Trước tiên, chúng ta tìm và chọn nội dung đề tài. Các em xem hình ảnh, hình ảnh nào gợi lên cái không khí ngày Tết và mùa xuân, rồi các hoạt động nào thường diễn ra vào ngày Tết và mùa xuân. À, hình ảnh thì chúng ta có hoa mai, hoa đào, dọn dẹp sắm sửa nhà cửa, gói bánh chưng, bánh tét, mâm ngũ quả. Còn các hoạt động là lễ hội nè, đi chợ xuân, thăm và chúc Tết ông bà. Ở phần nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta có những cái bước như tìm và chọn nội dung đề tài, cách vẽ, thực hành bài vẽ tranh đề tài ngày Tết và mùa xuân. Và sau đó chúng ta củng cố đánh giá ở cái bước phần đầu tiên là tìm và chọn nội dung đề tài thì chúng ta sẽ căn cứ vào những ảnh tư liệu ở trên mạng hay trong tạp chí và báo à, lễ hội ngày xuân chúng ta có thể chọn lựa trong đó hoặc là những hình ảnh nội dung mà chúng ta đọc ở trên báo ở trên mạng về những hoạt động ngày Tết các em thấy là có những hoạt động đang gói bánh chưng, nè, đang chúc Tết ông bà. Chúng ta cũng có thể sưu tầm và tham khảo những tranh dân gian về ngày Tết và mùa xuân. Ở đây chúng ta thấy có đang hội lễ hội đang là múa lân nè và ở đây là chúng ta đang có cái lễ hội là đấu vật rất đẹp, tranh hàng trống, tranh đồng hồ. Vậy các em thấy nội dung đề tài ngày Tết và mùa xuân có đa dạng và phong phú không? Em hãy ví dụ một vài nội dung ngày Tết và mùa xuân ở quê em. Đề tài ngày Tết và mùa xuân thì đa dạng nha các em, phong phú với rất nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ đi chợ hoa nè, sắm đồ Tết nè, thăm ông bà. Rồi sau khi chúng ta đã có được đề tài rồi, chúng ta bắt tay vào làm các bước ở phần cách vẽ. Bước 1 là chúng ta sẽ chọn nội dung Bước 2 là tìm bố cục Sắp xếp mảng hình chính mảng phụ Thầy đã hướng dẫn các em Từ đầu năm Bước 3 vẽ hình vào mảng Và bước 4 chúng ta hoàn chỉnh để chúng ta à, Tô màu Các em tham khảo cái phần vẽ tranh đó, Thì thầy Cho các em xem là hình Nấu bánh chưng Hay là đang đi chợ hoa À, đó. Bước 1 Ở phần chọn nội dung Thì các em suy nghĩ Vẽ những gì ở tranh Chợ hoa hoặc là chút tết Ở bước 2 Sau khi chúng ta đã có được nội dung rồi Thì chúng ta bắt tay vào Chúng ta tìm bố cục ha, các bạn. Chúng ta vẽ nè Chúng ta phát những cái mảng chính à, Lượt những mảng chính thôi để chúng ta tìm được bố cục đẹp. sau khi chúng ta có được bố cục rồi, chúng ta vẽ hoàn chỉnh cái nét và chúng ta bắt tay vào chúng ta tìm bố cục màu. Màu thì yêu cầu đề nghị thầy đề nghị các em vẽ màu tươi sáng rực rỡ, rõ, rõ điểm chính điểm phụ. Thầy tóm lại các em để các em có thể là tham khảo ha đây đầu tiên là đi chợ xuân rồi sau đó là chúng ta sẽ sắp xếp bố cục rồi sau đó chúng ta qua cái phần lọc hình qua phần lọc hình và cuối cùng là chúng ta vẽ màu đây các bước vẽ hình thì cho các em xem nè đó, các bước vẽ hình này. dựa trên những cái mảng phát và chúng ta để những cái hình ảnh cho nó phù hợp vào từng cái khu vực à, có mảng chính mảng phụ à, trọng tâm à, thầy cho các em tham khảo một số bài vẽ của các bạn ha. Và đây là thầy cho các em xem phần tham khảo một số bài vẽ của các cô chú họa sĩ. Đây là chợ hoa Tết của họa sĩ Dương Văn Thành. Còn đây là bức Tết sắp đến của họa sĩ Lê Phổ. Vẽ tranh lụa. Ở phần thực hành, em hãy vẽ là cái tranh đề tài ngày Tết và mùa xuân mà em thích ở trên khổ giấy A4 nha các em. À, tới đây à, là à, tiết học đã kết thúc vậy thì các em hãy vẽ tranh và giữ bài khi vào trường sẽ nộp lại cho giáo viên thân mến chào các em